Xin chào tất cả các em học sinh đến từ mọi miền Tổ quốc. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Nguyễn Thành Công, giáo viên môn sinh học tại hệ thống giáo dục học mãi và các bạn vẫn thường gọi thầy là thầy công sinh. À, thầy biết rằng các bạn 2K4 mãi đến năm 2022 các bạn mới phải tham gia cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, rất nhiều bạn bây giờ đã bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình, đặc biệt là các bạn tham dự môn sinh, thi môn sinh như là một cái môn chính để xét tuyển vào các trường đại học mà có khối khối B truyền thống, đặc biệt là các ngành như là các ngành thuộc khối y dược hay công nghệ sinh học vân vân. Có thể nhiều em đã biết rồi nhưng một số em thì chưa biết rằng cái môn sinh có một cái đặc thù là hệ thống kiến thức rất là rộng. Hệ thống kiến thức tham dự kỳ thi nó có thể trải dài từ kiến thức lớp 10, lớp 11, lớp 12 và nhiều bạn nghĩ rằng nó chỉ thi kiến trích lớp, thức lớp 12 thôi nhưng Điều đó chưa hẳn là chính xác bởi vì kiến thức lớp 10 sẽ là nền tảng để chúng ta học cái chương trình kiến thức lớp 12 và trong nội dung đề thi có kiến thức lớp 11. Có thể nói rằng cái kiến thức thi rất là rộng. Và cái thứ hai là nếu các bạn nào thi để xét tuyển vào các khối ngành các khối trường top trên chẳng hạn mà để đến lớp 12 mới học thì sẽ bị chậm. Chính vì vậy mà việc xây dựng một cái hệ thống kiến thức nền tảng từ lớp 10 đến lớp 11 để tạo ra cái động lực bứt phá cho việc học của chúng ta ở lớp 12 là một cái điều rất là cần thiết. Mặt khác để trong những cái giai đoạn này thì dịch covid nó vẫn diễn biến khá là phức tạp và nhiều bạn có thể được nghỉ hoặc là nhiều bạn với tâm lý là chán học lười học sẽ đẩy cái tình trạng mà chúng ta bị hỏng bị mất kiến thức và khi chúng ta bị hỏng và mất kiến thức sẽ dẫn tới là khó khăn trong việc tiếp thu những cái kiến thức kế tiếp vì vậy mà việc xây dựng nền tảng từng bước từ thấp đến cao là vô cùng quan trọng các em ạ và để hỗ trợ cho các em xây dựng một cái hệ thống nền, kiến thức nền tảng tảng chắc chắn Thầy đã tổ chức cùng với học mãi để xây dựng nên khóa học tốt 12 Khóa học tốt 12 với 42 bài giảng giúp cho các em xây dựng một cái nền móng vững chắc cho hệ thống kiến thức của mình Lớp 11, lớp 10 và lớp 12 Khóa học tốt 12 sẽ là khóa học đầu tiên trong chu trình luyện bao gồm các bước học tốt để xây dựng kiến thức cơ sở khóa pen c xây dựng kiến thức toàn diện khóa pen y để luyện đề ra soát lỗ hổng và khóa pen m tổng ôn tối ưu hóa điểm số với khóa học học tốt 12 thì các em có thể làm gì các em có thể có một cái hệ thống kiến thức nền tảng đầy đủ từ đó là căn cứ là cơ sở để chúng ta đạt điểm cao ở trên lớp mà việc đạt điểm cao ở trên lớp nó tạo ra một cái động lực một cái tinh thần thoải mái để chúng ta có thể học chuyên sâu hơn phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là các kỳ thi khác mà nó có cái mức độ khó hơn để tham gia để xét tuyển vào các trường đại học. Trong khóa học này cùng với cái nội dung toàn diện thì thầy cũng cung cấp cho các em những cái phương pháp những cái kỹ năng để có thể học những cái phần lý thuyết từ đó có thể xây dựng cái kỹ năng và phương pháp để giải quyết các bài tập cơ sở và thầy tin rằng với những cái kiến thức các kỹ năng và những cái phương pháp học đó thì các em khi áp dụng vào cái quá trình học của mình các em sẽ học tốt và bên cạnh phương pháp kiến thức và kỹ năng đó thì các em có thể tham gia vào các nhóm học tập để trao đổi bài có thể tương tác với các thầy cô các anh chị và các bạn để chúng ta giải đáp những cái thắc mắc và từ đó chúng ta tháo gỡ những cái vướng mắc trên cái quá trình học tập của mình và khi đó thì chúng ta không còn vướng mắc nữa chúng ta sẽ học rất là tốt thôi bằng khóa học này thầy tin rằng các em sẽ xây dựng được cái hệ thống kiến thức nền tảng của mình đồng thời các em hình thành được cái kỹ năng và phương pháp để có thể học tập tốt hơn đối với môn sinh không chỉ là những cái kiến thức nền tảng mà từ đó phát triển thành kiến thức nâng cao phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như là các kỳ thi khác mà có môn sinh tất nhiên rất là Môn sinh cũng như là môn sinh ở cái mức độ khó hơn để giúp các em có thể xét tuyển vào các trường đại học và thầy rất hy vọng được đồng hành cùng với các em qua khóa học tốt 12 trong cái chặng đường tới. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong cái chặng đường và chúc cho các em học thật tốt. Bye bye.